Hôm nay chúng ta đọc tới sách Ngôn Sứ Na Khùng. Bây giờ trước khi chúng ta đọc, chúng ta cũng nên hiểu bối cảnh lịch sử, rồi bản thân tác giả và vài cái đặc tính cũng như cái thần học của cuốn sách. Thế cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về ba phần sau đây. Thứ nhất là về bối cảnh lịch sử, thứ hai là về tác phẩm cũng như thần học của tác phẩm, và thứ ba là chúng ta sẽ đọc vài đoạn ở trong cái cuốn sách này sau khi đã nghe một vài chú giải, chú thích về tác phẩm. Nhưng mà cái chú thích đầu tiên để hiểu một tác phẩm, chúng ta cần phải đặt nó vào trong bối cảnh lịch sử để chúng ta hiểu dưới cái ánh sáng của con người đã. Rồi khi nào đến phần ý nghĩa thần học, chúng ta sẽ nhìn nó trong ánh sáng của mặc khải, tức là ánh sáng đức tin. Mà cái ánh sáng đó chính tác giả, tức là Na Khùng, cho chúng ta biết qua cách trình bày của ông. Bây giờ trước hết là cái ánh sáng của lý trí con người. Để hiểu tác phẩm này thì chúng ta cần phải đặt nó trong bối cảnh lịch sử. Khi nói bối cảnh lịch sử thì cần phải định vị không gian và thời gian. Bây giờ trước hết cái không gian chúng ta đang nói tới là ở đâu? Ở châu Á hay châu Âu hay châu Mỹ Latin hay châu Phi? Châu Á, nhưng mà châu Á cũng rộng lắm, không phải là Viễn Đông, cũng không hẳn là Trung Đông, mà là Cận Đông. Cận nói theo cái nhãn quan của người phương Tây, bởi vì nó gần người phương Tây nhất cho nên gọi là Cận Đông. Chúng ta học mà chúng ta bị cái nhìn của người Tây phương, bởi vì họ là những người nghiên cứu thần học đầu tiên rồi mới đi truyền giáo ở các nước phương khác. Cho nên những từ ngữ họ nhìn dưới góc độ của họ, ta dùng tiếp tục, cho nên gọi là Cận Đông đối với họ. Nhưng mà đối với ta cũng không gần lắm, bởi vì Viễn Đông của ta và Cận Đông của bên đây cũng là một trời một vực, bay không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, có lẽ cũng phải mười mấy tiếng đồng hồ, bởi vì nó gần nước Ý. Giống như tôi đi từ Việt Nam qua Ý là mất 12 tiếng đồng hồ bay đường dài, cộng chưa tính chuyện transit, thì tới Jerusalem chắc cũng gần gần cỡ đó, chắc 10 tiếng. Cho nên gọi là châu Á, nhưng mà đối với ta vẫn còn xa lắm. Bây giờ để cho nó rõ, phát thảo sơ sơ vài cái địa hình, địa lý của cái vùng đó. Tôi vẽ xấu lắm, nhưng mà đại khái nó như thế này. Cái vùng ta đang nói tới, nó nằm gần biển Địa Trung Hải. Xứ Israel ở đây. Đây là Ai Cập. Có con sông nổi tiếng, sông Nile, tạo thành một nền văn minh cổ nhất của loài người. Ở đây nó có vài thành phố, ví dụ như thành phố Memphis, thành phố Alexandria, thành phố Cairo, Le Caire đó. Hồi ấy nó là một cái nước lớn. Ở đây thì có bán đảo Sinai và biển đỏ ở đây. Đây là bán đảo Sinai, hình tam giác. Đây là vịnh Aqaba, phía bên đây là Ả Rập. Còn cái vùng mà ta đang nói tới, cái đích mà tác giả Na Khùng nói về trong cái tác phẩm ba chương mà ta đọc là ai? Đế quốc Assur. Biểu tượng của nó là gì? Ninive, tức là thủ đô. Vậy thì Ninive và Assur nó nằm ở đâu? Ở đây nó có một cái biển. Cái biển chỗ này hồi đó nó gọi là biển thấp, sau này là vùng vịnh đấy. Từ cái vùng vịnh nó tỏa ra một con sông chia làm hai nhánh lớn. Vùng này nó gọi là Mesopotamia. Meso là ở giữa, Potamia là hai con sông. Ở giữa hai con sông nghĩa là lưỡng, lưỡng hà địa, vùng lưỡng hà địa. Hai con sông này có tên là Tigris và Euphrates. Nền văn minh Ba Tư đấy. Những cái vùng này nó tác động lên thánh kinh của ta rất nhiều. Khi học lịch sử cứu độ, thánh kinh, ta nên nhớ lần lượt có ba đế quốc có ảnh hưởng trên lịch sử Israel viết nên cái cuốn kinh thánh mà ta đang đọc. Đế quốc đầu tiên là Assur hay là Assyri. Sau Assur sụp đổ là đến đế quốc thứ hai lớn là Babylon. Sau Babylon sụp đổ là đến một đế quốc thứ ba là đế quốc Ba Tư. Sau Ba Tư rồi mới tới một đế quốc nữa cho tới thời của Tân Ước, đó là đế quốc Hy Lạp. Sau Hy Lạp rồi tới Roma, nhưng mà Roma chuyển vị qua phía bên Tây rồi. Còn cái vùng ta đang nói
Trong cái khoảng thời gian này nè, nó là đế quốc Assur, nó nằm ở cái vùng Lưỡng Hà Địa. Bây giờ cụ thể hơn đó là cái đế quốc đó nó đi xâm chiếm các vùng xung quanh, nó bành trướng ra rất là lớn, cho nên mới gọi là đế quốc. Nó lan qua phía Ai Cập cho tới phía bắc của Ả Rập Saudi, lan ra phía trên cả Tiểu Á, qua biển Caspian cho tới vùng bên này. Vùng phía bên này ta gọi là vùng Iran bây giờ đó. Hồi đó nó có một cái nước khá lớn, nó gọi là nước Medes hay là Media. Đây là đế quốc Assyria, Assur. Ở phía nam có một cái cường quốc cũng lớn lúc bây giờ nhưng mà vẫn nhỏ hơn Assur, ở phía nam của Lưỡng Hà Địa ta gọi là Babylon. Babylon bây giờ chưa phải là đế quốc vì nó còn nhỏ, nhưng nó bị Assur chiếm luôn. Assur đang cai trị nguyên cái vùng lớn này khoảng 3 thế kỷ, trong những năm 800, 700, 600 trước công nguyên. Cho nên khi đọc Amos ta đã thấy thấp thoáng cái tên Assur trong sách của ông rồi. Mà Amos thì thế kỷ thứ mấy? Thế kỷ thứ 9, thứ 8 trước công nguyên. Cho tới bây giờ, thời gian mà ta đang nói tới là thế kỷ thứ mấy? Khoảng năm 600, gần năm 600, tức là 612 khi Ninive sụp đổ. Thế cho nên 800, 700, 600 gần 300 năm. Đó là cái khoảng thời gian của đế quốc Assur. Thì cái biểu tượng của đế quốc Assur là thủ đô của nó, bây giờ gọi là Ninive. Thủ đô Ninive nằm ở đây phía bắc. Trong khi đó sau này Babylon khi mà lật đổ chính quyền, chiếm và nó tạo thành một đế quốc Babylon mới, thì cái thủ đô của nó lại là Babylon, nhưng mà không nằm Ninive nữa, mà nằm ở Babylon, là tại đây, cũng là thành phố Babylon ở phía nam, nhưng mà nằm trên con sông Euphrates. Ở ngay chỗ tẻ ra hai con sông này, tức là cái thành phố Ur. Thành phố Ur là thành phố gì vậy? Abraham. Abraham bỏ Ur mà đi lên phía bắc, rồi từ phía bắc mới xuống đất hứa, đúng không? Thành phố ở phía bắc mà chỗ ông gặp, ông dừng chân tên là gì? Haran. Nó nằm ở phía bắc của Assur. Đại khái đây là cái địa dư mà chúng ta đang nói tới. Đế quốc Assur này trong vòng 300 năm đó có vài cái mốc lịch sử ta cần nhớ, có liên quan tới Kinh Thánh. Đó là những cái mốc này: 721 trước công nguyên. Các anh chị em đọc rồi có nhớ cái gì không? Samari. Samari là cái gì vậy? Thủ đô của vương quốc phía bắc. Israel có chút xíu vậy thôi, một nửa phía bắc nè, nó gọi là vương quốc Israel. Một nửa phía nam nè, gọi là vương quốc Juda. Vương quốc Israel phía bắc, thủ đô là Samari. Trong khi vương quốc Juda, thủ đô là Jerusalem. Cái mốc lịch sử năm 721 trước công nguyên đi liền với cái tên Samari là vì Samari bị thất thủ năm 721 với cuộc tấn công của Assur, vì Israel bê bối không chịu triều cống. Israel hợp tác với ông vua Damas là Syria đó để đánh, để chặn đứng Assur, nhưng cuối cùng bị Assur nuốt gọn. Ông vua Juda bây giờ không chịu liên minh cho nên còn được giữ hồn xác. Nhưng mà tới 701 thì Assur cũng tấn công Jerusalem, nhưng mà lại được thoát khỏi. Đó là cuộc tấn công của Sennacherib năm 701. Lúc đó liên quan tới ngôn sứ Isaiah mà chúng ta đã đọc lần trước. Anh chị em còn nhớ không? Tác giả đã nhìn biến cố đó như là một cuộc che chở của các thiên thần của Yahvê. Vì ông vua lúc bấy giờ là ông vua Khít-ki-za, tức là Ezekiah đó. Ổng xấu, nhưng mà sau ổng ăn năn hối cải nên Chúa che chở ổng qua biến cố 2701. Đó, liên quan tới Assur, ta nhớ năm 721 trước công nguyên. Nhưng mà trước đó, 12 năm trước, Assur đã tấn công và đem đi lưu đày một bộ phận lớn của Israel phía bắc, vùng Samari. Đem họ đi lưu đày qua vùng Mesopotamia, mà đa số là những người
thượng lưu trí thức hay là những thợ cả, những người có kỹ thuật tài giỏi. Rồi họ đem các sắc tộc khác từ ở chỗ khác đi đến đây định cư. Ông chơi cái trò xáo trộn như vậy để mất cái sự thống nhất nội bộ địa phương, để không còn sức mạnh đủ để mà phản loạn. Đó là cái sách lược của đế quốc Assur, dùng cường quyền và chính trị để cai trị toàn đế quốc vòng, không nhân nhượng với bất cứ quốc gia nhỏ bé nào hết, và cũng không chịu thương thuyết. Đó là dùng sức mạnh để cai trị. Cùng với cái chuyện này, chúng ta nhớ như thế nó mới dính líu tới nhiều chuyện ở trong Tân Ước đó. Là dân Do Thái, đặc biệt là dân ở vùng Judea phía Nam, nó khinh bọn Samari. Tại sao vậy? Đấy, liên quan tới cái biến cố này nè. Vì 721 trước công nguyên, tức là 700 năm trước Chúa Giê-xu, thì vùng này đã bị Mescola, tức là mixed. Các sắc dân không còn tinh rồng là Do Thái nữa. Sau 7-8 thế kỷ, trà trộn sống chung với những người ngoại đạo như thế. Cho nên dân Do Thái tinh rồng đó, bọn Giu-đa nó khinh miệt vì đó là dân ngoại, hoặc là Do Thái không tinh rồng. Liên quan tới này, ta cũng nhớ vài cái mốc lịch sử khác liên quan tới cuốn sách ta đọc. Đó là những cái mốc lịch sử này, nhưng mà nó không quan trọng, không nhớ cũng được. Ví dụ năm 663 thì ông vua Assurbanipal, ông hoàng đế Assurbanipal của đế quốc Assur, đem quân về lần này thôn tính sâu hơn xuống phía nam của Ai Cập. Trong đó có một cái thành phố nổi tiếng là thành phố thánh thiên tên là Thebes. Hình như có một cái truyện tiểu thuyết viết về một ông thầy tu sa mạc ở cái thành phố Thebes này. Tôi quên cái tên cũng tiểu thuyết mà hay lắm. Thebes ở phía nam sông Nile nè, xung quanh là sông là nước. Năm 663 ông xâm nhập chiếm cướp phá toàn bộ đền thờ Thebes. Một cái mốc nữa là năm 623, nếu nhớ không lầm, thì Babylon này nổi lên chống lại Assur để giành độc lập và họ thành công. Điều đó chứng tỏ Assur đang yếu dần. Rồi 612, đây là cái mốc đáng nhớ, lúc đó là sụp đổ Assur và Babylon lên nắm quyền. Nhưng Babylon lúc đó là liên minh với Media, liên minh với Persia. Persia tức là Ba Tư, nghĩa là Iran. Vùng lưỡng hà địa là Iraq. Iraq hiện nay là vừa sau cái vụ Mỹ tấn công hồi cách đây vài năm đó. Rồi bây giờ đến Iran, vũ khí nguyên tử. Rồi bây giờ nó lại liên quan tới Bắc Triều Tiên. Đấy, Iran nó nằm ở đây, Iraq nằm ở đây. 612, đế quốc Ba Tư tức là Iran cùng với Media cũng thuộc Iran bây giờ, và đế quốc Babylon liên minh tấn công Ninive và Ninive sụp đổ. Điều đó ứng nghiệm lời tiên tri Nahum. Cuốn sách Nahum là cuốn sách sấm ngôn tiên tri về Ninive sụp đổ và cái điều mà chúng ta đọc trong hai chương cuối cùng đó. Các tác giả thánh kinh có người chấp nhận đó là một sách tiên tri, nghĩa là báo trước cái điều mà ông thấy trong thị kiến. Cho nên cuốn sách của Nahum người ta gọi là cuốn sách thị kiến. Mà thường thì sách của ngôn sứ nào cũng gọi là sách thị kiến hết, bởi vì thị kiến có nghĩa là sách mặc khải. Nhưng mà cũng có những tác giả bảo rằng, ồ, thật ra là ông chứng kiến cái chuyện Ninive sụp đổ rồi, ông mới viết lại như là ông có thị kiến trước khi Ninive sụp đổ. Đó là một số phân tích của một số sử gia thánh kinh khác. Chúng ta chưa biết bên nào đúng, bên nào sai về mặt khoa học. Nhưng mà nếu phải chấp nhận đây là một cuốn sách về tiên tri, tức là báo trước những chuyện xảy ra trong tương lai, thì cuốn sách này được viết ra trước năm 612, là năm mà Ninive sụp đổ. Đó là bối cảnh lịch sử về không gian thời gian của cuốn sách Nahum mà chúng ta đang đọc. Đó là phần thứ nhất. Bây giờ đến phần thứ hai, nội dung cuốn sách, đi từ bên ngoài vào bên trong. Thế thì cuốn sách Nahum này lấy tên của chính tác giả là ngôn sứ Nahum.
Na khum nghĩa là Thiên Chúa an ủi. Thì thật ra cuốn sách này có thể nói là cái cuốn sách duy nhất trong sách các ngôn sứ mà chính tác giả gọi cái tác phẩm của mình là sách. Trong khi đó những công trình khác của các tiên tri khác thì không tự dám nói là sách. Và đây về mặt văn chương, các nhà thánh kinh cũng nói cho tôi biết trong nguyên ngữ tiếng Hebrew thì đây là một án văn rất hay, rất là tuyệt. Và có người nói rằng nếu như cái lượng chữ mà Nahum viết tăng lên cỡ gấp 10 lần hơn nữa đó thì ông sẽ bức cả tác giả Isaiah về mặt văn chương. Bởi vì khi tả về, nhất là chương 3 của Nahum về cái chuyện Ninive bị tiêu diệt đấy, ông tả rất là gợi hình, gợi thanh, nhịp nhàng. Mình đọc bản dịch tiếng Việt mà thấy nó đã như vậy là huống gì là biết được tiếng Hebrew mà đọc. Ở ngay trong cái chương đầu tiên nó nói cho ta biết về tác giả. Tác giả là người của một thành phố tên là Ancoach, mà Ancoach là một cái thành phố khoảng chừng 20 dặm ở phía nam Jerusalem. Một con người ở một vùng miền quê xó xỉnh của đế quốc Assur mà lại quan tâm đến một cái bối cảnh rộng lớn hơn, có thể nói là bối cảnh quốc tế. Như vậy, tiên tri Nahum, ngôn sứ Nahum là một người có cái nhìn chính trị, có một cái óc xã hội chính trị, tầm nhìn rộng lớn. Thế nhưng mà bản thân ông không phải là một chính trị gia cho bằng là một ngôn sứ của Thiên Chúa. Vì cho dù ông nhìn với một tầm nhìn bao quát về chính trị trên toàn đế quốc, nhưng mà ông nhìn trong góc độ của niềm tin. Vì qua những câu chuyện ông kể, ông không chỉ thuần túy đánh giá theo nhãn quan của nhân loại, mà ông nhìn theo nhãn quan của đức tin. Ninive hồi xưa có thể là dụng cụ của Thiên Chúa dùng để trị dân Israel, vương quốc phía Bắc, khi tấn công Samari. Nhưng bây giờ Ninive trở thành đối tượng của sự nổi giận của Thiên Chúa, vì Ninive là một cường quyền bất công. Cho nên cái đề tài chủ yếu hay là cái ý tưởng thần học duy nhất của sách Nahum đó là gì? Thiên Chúa không dung thứ mọi bất công. Đó là cái đề tài chính khi chúng ta đọc ba chương vừa rồi trong sách Nahum. Không bao giờ dung thứ sự bất công. Nói lên cái nỗi căm hờn của những con người thấp cổ bé miệng nghèo nàn bị đàn áp trước một kẻ cường quyền. Rất là đơn giản nội dung thần học. Như vậy đọc cuốn sách này, dẫu nhìn trong cái nhìn của con người, nhưng mà trong cái nhìn chính trị xã hội đó, tác giả nhận ra bàn tay của Thiên Chúa quan phòng trong các biến cố lớn của thế giới thời bây giờ. Chúng ta học chuyện xưa để chúng ta nhìn chuyện này. Cái ý tưởng thần học này nó vẫn là ý tưởng thần học, nghĩa là vẫn là một chân lý. Mà chân lý thì không thay đổi theo thời gian, nó chỉ thay đổi cái bộ mặt của thế giới thôi. Thì ngày nay cũng vậy. Không phải tác giả chỉ nhìn lịch sử cứu độ trong nhãn quan của cá nhân, mà có những tác giả giúp cho ta một cái nhìn lịch sử cứu độ cả trong nhãn quan xã hội và chính trị. Thì Nahum là một trong những người ít ỏi đó. Ngày hôm nay khi đọc báo hàng ngày, những chuyện xảy ra trong xã hội của ta, những chuyện xảy ra trong vùng Á Châu của ta, những chuyện xảy ra trên thế giới nói chung, nó cũng không nằm ngoài cái bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đây đó xảy ra, đọc báo, phân tích mọi sự trong nhãn quan con người. Xong rồi, chúng ta cần thêm một giai đoạn nữa để chìm sâu vào trong dòng lịch sử mà ta đang sống, để nhận cho ra được đâu là những dấu chỉ của thời đại, những điều mà Chúa muốn ngày hôm nay trên bình diện quốc tế, trên bình diện của miền, trên bình diện của quốc gia của ta là gì. Đó là bài học mà Nahum giúp cho ta
sống cái bài học của quá khứ để giúp ta sống trong hiện tại. Đó là thần học sách Na Khum. Và nói chung là ngày hôm nay cũng ứng nghiệm cái điều này. Thiên Chúa không dung thứ sự bất công bao giờ. Mà bây giờ để phân tích cái sự bất công của những xã hội lớn nhỏ ngày hôm nay, đó là một chuyện khác. Chúng ta không thể nói ra ở đây. Thế nhưng mà chúng ta đọc sách, đọc báo, chúng ta coi truyền hình, chúng ta surf internet, chúng ta tìm thông tin, chúng ta học những gì nó đang xảy ra, luôn luôn với cái nhãn quan này. Đọc đi, nhưng mà biết dừng lại để nhìn sâu hơn vào cái lịch sử này, để nhận ra những dấu chỉ thời đại. Bây giờ cuốn sách mà ta đang đọc đó, nó có 3 chương, nhưng mà về mặt ý tưởng ta có thể phân nó thành bố cục như thế này. Có nhiều cách phân đó. Nhưng mà theo tôi đó, tôi thích cách phân này, gồm có 4 phần, trừ cái phần dẫn nhập ở câu đầu tiên ra, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đó là cơn thịnh nộ của Chúa ở chương 1, chỉ có 8 câu thôi, 2 đến câu 8. Rồi phần thứ hai, đó là những sấm ngôn của hy vọng, tức là từ câu 9 của chương 1 trở đi cho tới đầu chương 2, có vài câu thôi. Rồi thứ ba, tả cảnh Ninive sụp đổ ở trong chương 2 từ câu 2 đến 14. Và thứ tư, đó là sự hủy diệt cuối cùng của Ninive, chương 3, toàn bộ chương 3. Đó là bố cục của cuốn sách. Đó là chúng ta xong cái phần thứ hai, nói về bản thân cuốn sách và ý tưởng thần học của cuốn sách. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đọc 3 chương tương đối ngắn, mà chúng ta cũng không thể đọc hết được. Bây giờ chúng ta đọc 2 đoạn thôi. Ví dụ, đọc cơn thịnh nộ của Đức Chúa là 1, những sấm ngôn hy vọng là 2, và chương 3 nếu có giờ. Bây giờ đọc xong rồi xin anh chị em nhận xét cái điều chúng ta đọc nhé. Từ câu 2 đến câu 8. Thiên Chúa ghen tương và báo oán, Đức Chúa là đấng báo oán, Người nổi cơn lôi đình. Đức Chúa báo oán những kẻ thù địch, những kẻ thù của Người, Người tỏ lòng oán hận. Đức Chúa chậm giận, sức mạnh của Người thật phi thường. Đức Chúa không để kẻ dữ thoát khỏi hình phạt, Người bước đi trong cuồng phong bão táp. Mây là bụi dưới chân Người, Người ngâm đe biển cả khiến nó phải cạn, Người làm cho mọi sông ngòi phải ráo khô, Ba-san và Các-men phải kiệt sức, đồng cỏ Li-băng bị héo tàn. Trước nhan Người núi chuyển rung và đồi tan chảy, trước nhan Người mặt đất chấn động cùng với hoàn cầu và toàn thể dân cư. Người thịnh nộ nào ai đứng nổi, Người nổi lôi đình ai đứng vững được chăng? Cơn giận Người trút xuống như lửa, trước nhan Người đá tảng cũng vỡ tan. Đức Chúa thật tốt lành, chính Người là thành lũy chở che. Trong những ngày khốn quẫn, Người biết những ai ẩn náu bên Người. Ngay cả khi nước lũ tràn ngập, Người tiêu diệt kẻ nào đứng lên chống lại Người. Người đẩy quân thù địch vào bóng tối. Đại ý của đoạn vừa rồi, tác giả muốn nói về ai? Đối tượng nào vậy? Chính Thiên Chúa. Thế thì tác giả muốn nói cái gì? Đặc tính gì của Thiên Chúa? Thiên Chúa hay ghen. Rồi gì nữa? Hay ghen đi liền với báo oán. Rồi gì nữa? Ý tưởng gì nữa? Thiên Chúa quyền năng. Bởi vì trước mặt Người tất cả, kể cả thiên nhiên đó, chịu núi nè cũng phải chuyển rung, đồi cũng phải tan chảy. Trước nhan Người nè, mặt đất cũng phải chấn động, và tất cả hoàn cầu cũng như toàn thể dân cư. Cái quyền năng, toàn năng của Đức Chúa. Nói như vậy để dọn đường cho cái chuyện là
Ngài có thể khiến cho một biến cố chính trị trên toàn thế giới nó xảy ra trong cái đường hướng Ngài muốn. Cái quyền năng của Ngài nó vượt lên trên cái suy nghĩ bình thường của con người. Cái quyền năng ở chỗ đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái ý định cuối cùng của Thiên Chúa là cái gì? Nó liên quan tới cái ý tưởng Thiên Chúa hờn ghen hay ghen và báo oán. Vậy thì cái ý định cuối cùng của Ngài là gì? Ngài muốn đưa con người ta quay trở về lại với cái giao ước. Khi mà con người, nhất là dân giao ước đó, bỏ cái con đường đã ký kết với Ngài, đi chệch ra khỏi con đường đó, thì thường là các tiên tri gọi những con người hay những dân tộc ấy là những kẻ ngoại tình. Đó là cái cách dùng thường xuyên. Và khi ngoại tình thì người chồng ghen tương. Đó là cái ngôn ngữ của Hosea mà một số ngôn sứ khác cũng dùng, cũng thường dùng. Nghĩa là để diễn tả về Thiên Chúa phải dùng ngôn ngữ loài người thôi. Mà muốn dùng ngôn ngữ của loài người một cách gợi hình, gợi sát, dễ hiểu nhất để diễn tả một Thiên Chúa là tình yêu đó, là trung thành, do cái chữ misericordia thì không có gì khác hơn, hay hơn là hình tượng tình yêu nam nữ. Cho nên khi nói Thiên Chúa hay ghen, Thiên Chúa báo oán thì đừng nghĩ theo nghĩa đen, theo kiểu loài người, mà đó là một ngôn ngữ hình tượng. Cái ý thâm sâu ở đằng sau là Ngài muốn đưa người ta quay trở về lại với giao ước, với hôn ước, để họ trung thành. Nhưng mà để làm điều đó, Ngài sẵn sàng dùng những phương thế mạnh tay để người ta sực tỉnh. Trong đó có công cụ chính trị. Hay ghen, nhưng mà cái hay ghen nó nói lên cái tình thương, cái tình yêu. Chứ không phải hay ghen của một cái người quyền thế tàn bạo. Nhớ rằng trong Cựu Ước chưa có mặc khải trực tiếp Thiên Chúa là tình yêu như là Tân Ước, mà mặc khải tình yêu dưới cái dạng Thiên Chúa là đấng chung thủy, trung thành, là đấng giàu lòng thương xót. Cái chữ Hesed để chỉ Thiên Chúa đó, mà người ta dịch là đấng thương xót, giàu lòng thương xót, cũng có nghĩa là đấng trung thành. Trung thành trước hết với chính mình, và muốn những người mình tạo dựng cũng trung thành với chính mình. Chậm giận, một Thiên Chúa phải dùng tới thời gian, nghĩa là đã nhẫn nại bao nhiêu lâu nay rồi. Thế nhưng mà để trung thành với chính mình, Ngài phải đưa dân trở về lại với chính mình qua những cái khí cụ, những cái phương thế của con người, trong đó có phương thế về chính trị. Đó là cái nhìn của Na-khum, cái nhìn đức tin ở trong những biến cố chính trị xã hội của thế giới và của đất nước của ông. Đó là cái đoạn thứ nhất chúng ta đọc. Bây giờ chúng ta tiếp tục đọc cái đoạn thứ hai. Ngôn sứ nào khi đập xong cũng đều xóa hết. Sophonia cũng vậy. Bây giờ chúng ta đọc cái đoạn mà Ngài xoa. Đó là cái đoạn kế tiếp. Lời sấm về Giu-đa và Ni-ni-vê câu 9 cho tới câu 2, trên 2 câu 1. Một đoạn nói về Ni-ni-vê, đoạn sau nói về Giu-đa. Khi nói về Giu-đa thì Ngài an ủi, tạo nên niềm hy vọng. Các ngươi mưu đồ gì chống lại Đức Chúa? Chính người sẽ ra tay tiêu diệt, cơn khốn quẫn sẽ không xảy ra nữa. Dù có chằng chịt như bụi gai và ngất ngư như những kẻ say khướt, chúng cũng bị tiêu diệt như đống tro khô. Chính từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một kẻ mưu toan làm điều dữ chống lại Đức Chúa, một kẻ thi hành ý định của Satan. Đức Chúa phán thế này: dù chúng có được trang bị đầy đủ và đông đảo đến mấy đi nữa, chúng cũng sẽ bị quật ngã và tiêu vong. Ta đã hạ nhục ngươi,
nhưng ta sẽ không còn hạ nhục ngươi nữa. Giờ đây ta sẽ bẻ gãy ách của nó trên ngươi. Ta đã tan triển trong một ngươi, này Đức Chúa truyền lời phạt ngươi. Ngươi sẽ chẳng còn kẻ nối dõi tông đường. Ta sẽ cho triệt hạ tượng tạc tượng đúc khỏi đền thần của ngươi. Ta sẽ khiến phần mộ ngươi nên đồ ô nhục. Kìa, trên các đồi núi xuất hiện người đi loan báo tin mừng và công bố bình an. Này hỡi Giuđa, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa, vì kẻ thừa hành của Satan không còn qua lại nơi ngươi nữa, nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đặc biệt là đoạn cuối cùng các anh chị vừa đọc đấy, đó là khơi lên niềm hy vọng dưới cái hình ảnh của một người đi trên các núi đồi, những bước chân loan báo tin mừng. Đoạn đó Isaiah nói rồi phải không? Cái chữ loan báo tin mừng lần đầu tiên nhắc tới trong Cựu Ước là Isaiah, và đây một lần nữa lại nhắc lại. Chưa nói đến tin mừng của Đức Giêsu Kitô, nhưng đã bắt đầu xuất hiện cái chữ loan báo tin mừng ở đây, nói lên niềm hy vọng của Israel. Qua cái niềm hy vọng này, chúng ta thấy điều gì? Dẫu là một nước hèn, nghèo, yếu so với cái đế quốc Giuđa, như các anh chị thấy trên bản đồ đó, Giuđa có chút xíu tẻo tèo tèo ở cái góc, trong khi Assur nó rộng mênh mông như vậy. Thế nhưng mà Chúa muốn thì Giuđa vẫn thắng, Assur vẫn bại như thường. Qua cái nhìn về Babylon, Media và Ba Tư tấn công Ninive, thì Nahum nhận ra bàn tay Thiên Chúa, kẻ cường quyền bạo ngược rồi một ngày cũng sẽ thất bại. Còn những người bị áp bức, những người vẫn trung thành với Đức Chúa, đặc biệt là sốt sót, Thiên Chúa sẽ cho hồi phục danh dự vinh quang. Và với cái lời hứa về đấng Messia đó, người Do Thái vẫn trong cái não trạng mong chờ một dòng giống David quay trở lại nắm quyền, đưa đất nước trở về vinh quang thời David. Thế cho nên Nahum vẫn nhìn trong cái nhìn này của người Do Thái Cựu Ước nói chung, nghĩa là cho dẫu ông nhìn đây là bàn tay của Thiên Chúa, nhưng cũng không vượt ra ngoài cái giới hạn của chủ nghĩa Messianist mà Cựu Ước vẫn là mong chờ một chiến thắng vẫn còn trên bình diện con người. Nhìn ra bàn tay Thiên Chúa đó, qua cái sự Ninive sụp đổ ấy, rằng đó cũng là chiến thắng gián tiếp của người Do Thái, vì mọi áp bức cường quyền không còn nữa. Thế nhưng cái niềm hy vọng của Do Thái và của Nahum vẫn là một niềm hy vọng trần thế, vẫn là mong một người, một ngày nào đó, cái người được Thiên Chúa chọn, Thiên Chúa sức dầu, gọi là đấng Messia hay đấng Christus đó, sẽ đến để lãnh đạo dân. Người đó thuộc dòng tộc David, nghĩa là dòng tộc nhà vua, để đưa Israel trở về với vinh quang thời cha ông David Salomon. Vẫn là một cái nhìn trần tục. Đó là tiến trình mặc khải tìm tiến, anh chị em. Đừng đòi người ta có một cái nhìn của Tân Ước và của chúng ta như ngày nay. Lịch sử tiệm tiến, mặc khải tiệm tiến, nó phải cần thời gian. Bây giờ chúng ta đọc tiếp cái đoạn cuối cùng, bản án cho Ninive đàn điểm ở chương 3 đó, để thấy thứ nhất là về mặt văn chương, và đằng khác chúng ta cũng đồng thời nhìn với cái nhìn đức tin khi ta đọc đoạn này. Từ câu 1 cho đến hết câu 19. Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo, đầy những của lừa đảo, càng thấy mồm, kìa biển rồi hung hút, tiếng bánh xe ầm ầm, có ngựa phi dồn đập, xe đập nhảy trồn lên, bị lính sông ra đánh, gừng vùng loáng loáng, chiếc bay lập lòe,
thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống, tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. Chính vì bao thoái đàn điểm của con điếm, duyên dáng xinh đẹp, có phù phép cao, nó dùng thói đàn điểm mà bán các dân tộc, dùng phù phép mà bán chư dân. Này chính ta đánh phạt ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh, ta sẽ vén áo ngươi lên tới mặt, sẽ cho các dân tộc thấy ngươi lõa lồ, cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục của ngươi. Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc, làm cho ngươi bị khinh dễ, khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Bây giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói, Ninive đã bị phá tan hoang, ai còn cảm thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ngụt? Xin dừng lại đó. Câu cuối cùng anh chị em vừa đọc, nó có một cái sự chơi chữ. Anh chị em có nhận ra không? Ninive đã bị phá tan hoang rồi, ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? Na-khum nghĩa là gì? Là tên của ổng, có nghĩa là người an ủi, Thiên Chúa an ủi. Như vậy đó, ổng móc cái sứ mạng của ổng vào trong biên cố chính trị Ninive sụp đổ. Anh chị em thấy đó, ổng ám chỉ cái chuyện đó trong cái câu chúng ta vừa mới đọc. Ninive đã bị phá tan hoang, ai còn cảm thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? Nghĩa là Na-khum chống lại Ninive. Na-khum, người của Chúa, chống lại Ninive, nghĩa là chính Thiên Chúa chống lại Ninive. Assur không còn là phương tiện bây giờ Thiên Chúa dùng như một công cụ Ngài dùng xưa kia để răn đe Israel nữa. Và bây giờ chính Assur là đối tượng mà Thiên Chúa chống lại. Chúng ta đọc tiếp. Ngươi có hơn gì Nô-a-môn, một thành bên sông Nin, chung quanh đầy nước, có nước làm tường, có biển làm lũy. Sức mạnh của nó là thuộc và Ai Cập, một sức mạnh vô biên. Người có thuộc và đi ra là quỷ tiệt. Thế mà nó tâm thiện đại tài, thì đưa đi tầm thường. Các con thơ của nó bị vật chết nơi góc hố đầu tường. Hàng quý tộc bị đem bốc thăm, vật quyền cao phải an tiền sức. Thế lượng ngươi, ngươi sẽ phải say mềm ngã quỷ. Đến lượng ngươi, ngươi sẽ phải tìm chỗ thần thân để xa lánh quân thù. Tạm dừng ở đó. Ngay cái đoạn này nó có nói một cái thành phố, đó là thành phố Nô-a-môn, một thành bên sông Nil, chung quanh đầy nước, có nước làm tường, có biển làm lũy. Cái thành phố Nô-a-môn này chính là cái thành Tê-bét. Cái thành Tê-bét mà cái biến cố, cái người Assurbanipal, ông hoàng đế Assur đó, đem quân đến để chiếm rồi phá tan hoang, làm gọi là profane, tức là tục hóa cái đền thờ thánh thiên Tê-bét năm 663. Cho dù ông mạnh như thế đấy, thế nhưng mà cuối cùng đến lượt nó cũng phải ngã quỵ như câu 11 nói. Ta đọc tiếp từ câu 12 đến cuối cùng. Mọi thành trì của ngươi là những cây vả, khi bị rung, trái cây rụng xuống, rơi ngay vào miệng cho người ta ăn. Kìa dân quân của ngươi, một lũ đàn bà trong xứ sở. Cửa ải ngươi đã rộng mở đón quân thù, lửa đốt các thanh ngang cửa của ngươi. Hãy giữ nước bằng lục địa Tây Hàn, hãy củng cố hành trì, nhào xuống.
tin người mắc họa. Mọi người đều vỗ tay. Thật là một cái câu giống như là một cái bài ca đồng thanh vang lên cái tiếng reo mừng chiến thắng ở cái câu cuối cùng. Được tin người mắc họa, tức là nói Ninive đấy, mọi người đều vỗ tay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trước kia ngươi tàn ác quá, có ai mà ngươi không làm khổ bao giờ? Chúng ta đọc qua cái đoạn này rồi, nó chẳng có gì hay, phải không? Bởi vì nó cũng là những cái câu chuyện chúng ta đọc thấy lặp đi lặp lại trong lịch sử cứu độ của dân Do Thái. Thế nhưng mà nó hay ở chỗ khác, là cái nhìn của đức tin mà Thiên Chúa giúp cho ta tập nhìn trong những biến cố lịch sử ngày hôm nay. Lâu nay chúng ta vẫn nhìn biến cố lịch sử trong tương quan cá nhân nhiều hơn, giữa Thiên Chúa với cá nhân, hoặc là giữa Thiên Chúa với dân Do Thái thôi. Và những biến cố xảy ra trong nội bộ một đất nước nhỏ hẹp là Juda, hay một cái thành phố cụ thể nào đó như là Jerusalem thôi, hoặc Samari thôi, nay lại có một cái nhìn rộng hơn, một cái nhìn về xã hội, chính trị trên trường quốc tế, nhưng lại là một cái nhìn đức tin, nghĩa là nhận ra được những dấu chỉ của Thiên Chúa. Đối với Na-khum, ông nhận ra cái biến cố Ninive sụp đổ. Thực ra ông tiên tri biến cố Ninive sụp đổ vì Thiên Chúa là đấng công bình. Ngài không dung thứ sự bất công nào mãi. Và đồng thời, Ngài cũng là đấng giàu lòng thương xót, đưa dân giao ước của Ngài trở về lại với cái tình trạng trung thành với Ngài, không để cho họ mãi bị đày ải. Thiên Chúa là đấng trung thành. Trung thành là trung thành trong thời gian. Cho nên Na không giúp ta đọc lịch sử là những gì xảy ra trong thời gian, để nhận ra Thiên Chúa là một Thiên Chúa trung thành, là một Thiên Chúa Hesed. Cái chữ Hesed trong Cựu Ước đó, nó tương đương với chữ Agape, chữ Thiên Chúa là tình yêu ở trong Tân Ước. Chúng ta dịch là, trong tiếng Latin misericordia, là lòng thương xót. Nhưng nó còn có nghĩa là trung thành, là sự ân cần dịu dàng. Như vậy, lịch sử cứu độ là gì? Nó là lịch sử mặc khải, tức là một sự bộc lộ dần dần cái dung mạo đích thực của Thiên Chúa. Đấng mà chúng ta tôn thờ, Ngài là ai? Thực sự Ngài như thế nào? Ngài là gì? Dần dần Ngài tỏ ra. Ngoài cái chuyện Ngài là đấng tạo dựng nên muôn loài, nhưng mà do đâu, bởi đâu, bởi động cơ nào? Bởi vì Ngài là đấng Hesed, bởi Ngài là đấng trung thành. Mà trung thành là trước hết phải trung thành với chính mình. Trong khi Ngài trung thành với chính mình đó đó, nó thể hiện ra qua cái tương quan giữa Ngài với thụ tạo đó, thì cái sự trung thành với chính mình đó, nó thể hiện qua trung thành với giao ước, với dân của Ngài, mà Ngài đã chấp nhận tạo nên và đưa họ vào giao ước. Và để thực hiện cái Hesed này, Thiên Chúa cần thời gian, cần lịch sử. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần phải đọc những biến cố lịch sử trong cái nhìn, đó là cái dung mạo của đấng giàu lòng thương xót ẩn ở đằng sau các biến cố chính trị xảy ra trên thế giới này. Đó là cái bài học xưa rút cho ta đến hôm nay. Chúng ta cũng tiếp tục đọc báo, đọc truyền hình, thông tin qua vệ tinh hàng ngày, trên Internet. Bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa, dừng lại 5 phút, 10 phút, cho nó lắng sâu xuống. Nhớ rằng lịch sử xét cho cùng là một diễn biến, qua đó bàn tay của đấng trung thành vẫn tiếp tục đặt lên trên những tương quan, không chỉ cá nhân với cá nhân, mà qua cả những biến cố giữa dân tộc với dân tộc trên bình diện quốc tế nữa. Cái đó khó lắm, phải tập.
Lâu nay chúng ta đọc báo, đọc những biến cố xảy ra với một cái nhìn hoàn toàn như một cái khuynh hướng trần tục và những nhận định trần tục. Có khi nhận định theo khoa học, cái khoa học về xã hội học, chính trị học mà ta học ở trường, ở lớp, mà mãi rất hiếm khi ta có một cái nhìn như Na Khum giúp cho ta ngày hôm nay. Luôn luôn nhận ra những biến cố trên thế giới, trong dân tộc ta, trên thế giới, nay ở kia. Nhớ rằng ở bên dưới bàn tay của đấng trung thành, đấng Hesed đó, cũng có nghĩa là đấng giàu lòng thương xót, cũng có nghĩa là đấng ân cần dịu dàng trên những người trung thành với Ngài, đáp trả lại với Ngài đúng những điều khoản trong giao ước. Mà giao ước đối với chúng ta hôm nay nó vượt xa cái sự công chính của giao ước cũ rồi. Khi chúng ta thực hành các điều răn của Chúa, nhưng mà trong sự công chính mới của Tân Ước, sự công chính mà Đức Giêsu Kitô đã dạy với các tông đồ, các con mà không công chính hơn những người Pharisêu và lịch sĩ, các con không thể vào nước trời, không thể làm xứng đáng làm môn đệ thầy. Nghĩa là sự công chính của Thiên Chúa với mặt khải cuối cùng nơi con một của Ngài, nó khác với cái sự công bình giao hoán ở trong Cựu Ước. Không chỉ là công bình của kẻ cho người nhận, của ai trả về người nấy, mà còn là một sự công bình, công chính ở mức cuối cùng. Mà công bình đó là công bình thấm đẫm của tình yêu, không thể tách hai cái này ra được. Tình yêu phải trong sự công bình, tức là trong sự thật. Công bình phải xét trong tình yêu, bởi vì cái lòng của Thiên Chúa là Hesed, chứ không chỉ là một Thiên Chúa lý trí. Có một câu nói ngạn ngữ của Latin, summum justus là summus injustia. Anh mà làm công bình cho tới nơi tới bến là anh là kẻ bất công nhất, trong tương quan cá nhân, trong tương quan tập thể cũng vậy. Hãy lấy lý ra mà đối chọi nhau, xét cho công bằng mà đối với nhau mà thôi, lúc đó ta có nguy cơ ta bất công nhất đối với người anh em chị em, vì ta thiếu con tim. Đó là cái chân lý cuối cùng Thiên Chúa muốn mặc khải cho ta, vì Ngài là đấng Hesed, và trong Thân Ước nói cho ta biết vì Ngài là đấng là tình yêu. Chúng ta kết thúc ở đây. Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời màu sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa, quên lời thề ước, con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa
Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa. Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.